Chào mừng quý anh chị các bạn đến với chương trình thông thả học tiếng Quảng Đông. Thì mình tên là Kiều Trang hay là Yuki cũng được. Hôm nay thì mình rất vui tiếp tục cùng quý anh chị và các bạn chia sẻ chủ đề tiếp theo số 260 thì cái chủ đề hôm nay mình sẽ chia sẻ cho quý anh chị và các bạn. Cái nội dung là có phải di dân thì có cuộc sống lý tưởng. Thì có phải di dân là cuộc sống lý tưởng không? Nói như thế nào bằng tiếng Quảng Đông? Thì bây giờ chúng ta lần lượt nghiên cứu ha mấy bạn. Cái từ vựng đầu tiên đó là lị sởn, Lị sản. Lị sởn có nghĩa là lý tưởng. Lị sản có nghĩa là lý tưởng ha. Hai chữ này lị sản, lị sản có nghĩa là lý tưởng. Rồi. Bây giờ chúng ta muốn nói là có cuộc sống lý tưởng thì chúng ta nói như thế nào? chúng ta triển khai ra chúng ta muốn nói có cuộc sống lý tưởng thì chúng ta sẽ nói như thế này lý tưởng là lị sản phải không nào dậu lị sản sáng quật dậu lị sản sáng quật có nghĩa là có cuộc sống lý tưởng dậu là có lị sản là lý tưởng sáng quật là cuộc sống dậu lị sản sáng quật có nghĩa là có cuộc sống lý tưởng thì um, cuộc sống lý tưởng là lý sản sáng ngụt thấy mấy chàng dậu lý sản sáng ngụt có nghĩa là có cuộc sống lý tưởng ha rồi tiếp tục thí dụ như bây giờ chúng ta muốn hỏi một cái câu như thế này có phải di dân thì có cuộc sống lý tưởng hay là di dân thì có cuộc sống lý tưởng chúng ta nói như thế nào chúng ta hỏi như thế nào nè di dân thì có cuộc sống lý tưởng chúng ta hỏi như thế này Dì mần chào dậu lị sản sáng ngụt Dì mần chào dậu dị, lị sản sáng ngụt Dì mần chào dậu dì lị sản sáng ngụt Có nghĩa là di dân thì có cuộc sống lý tưởng Chúng ta cùng nhau giải thích Dì mần Dì mần cái, câu, cái từ vựng này cũng quen hơn chẳng gì mà có nghĩa là di dân hay là nhập cư đều được ha. Chầu dậu, chầu là thì dậu là có ha. Chào dậu có nghĩa là thì có có cái gì nè Lị sản sáng ngụt lý sản sáng ngụt lý sản là lý tưởng sáng ngụt là cuộc sống Lị sản sáng ngụt có nghĩa là cuộc sống lý tưởng nó hơi đảo ngược lại ha có những từ thì nó hơi đảo ngược lại không chẳng à, chúng ta cùng nhau hỏi lại nè gì mành chào dậu gì mành chào sản sáng ngụt gì mành chào dậu lý sản sáng ngụt có nghĩa là di dân thì có cuộc sống lý tưởng thì à, không biết là di dân là có cuộc sống lý tưởng không hay mà bây giờ từ vận tiếp theo nè chủ kỷ niệm chủ kỷ niệm đây là có nghĩa là à, trước đây mấy năm chủ có nghĩa là sớm ha chủ có nghĩa là sớm à, kỷ có nghĩa là một vài á nền là năm chủ kỷ niệm có nghĩa là trước đây mấy năm hay là trước đây vài năm chủ kỷ niệm ha trước đây mấy năm thì như thế nào bây giờ thí dụ như chúng ta muốn nói có bạn đồng nghiệp trước đây mấy năm cả gia đình di dân qua quốc thì chúng ta nói như thế nào có bạn đồng nghiệp trước đây mấy năm cả gia đình di dân qua quốc thì chúng ta nói như thế này bằng tiếng quảng đông nè dậu thùng xì chủ kỷ niệm chuyển cá gì mạnh co dính co dậu thùng xì chủ kỷ niệm Truyền cá gì mạnh co dính co có nghĩa là có bạn đồng nghiệp trước đây mấy năm cả gia đình di dân qua anh quốc à, bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích thấu dạng dậu thùng xì thùng xì có nghĩa là đồng nghiệp hang thùng xì có nghĩa là đồng nghiệp Thằng dậu là bạn bè thùng xì là đồng nghiệp là những người làm chung trong công ty ha bạn à? người ta gọi là thùng xì dẫu thùng xì có nghĩa là có bạn đồng nghiệp như thế nào chủ kỷ niệm mình vừa giải thích rồi chủ kỷ niệm có nghĩa là trước đây mấy năm thì như thế nào truyền cá gì mạnh truyền à, co truyền có gì dám hết rằng chúng ta không đọc xuyền không đọc tiền không đọc thuyền mà là truyền 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 cá dì mành dì mành là di dân truyền cá là cả nhà toàn bộ gia đình các bạn truyền cá dì mành có nghĩa là cả nhà di dân hay là à, toàn bộ gia đình di dân di dân đi đâu giếng à, co có nghĩa là anh quốc co giếng co có nghĩa là qua anh quốc à, chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu nè dậu thùng xì chủ kỷ nền truyền cá dì mành co giếng cọt dậu thùng xì chủ kỷ niệm truyền cá dì mành co giếng cọt có nghĩa là có bạn đồng nghiệp trước đây mấy năm cả gia đình di dân qua anh quốc rồi thì như thế nào nè à, Mấy nói tiếp như thế này thí dụ chúng ta muốn nói tiếp như thế này tuy là tốt nghiệp đại học nhưng mà cũng rất khó tìm được công việc thích hợp tuy là tốt nghiệp đại học nhưng mà cũng rất khó tìm được công việc thích hợp thì chúng ta nói như thế nào mà tiếng Quảng Đông nè? Các ai biết không? Nói như thế này. Suối diền tài họ bách diệp tàn tố hổ làn quảnh tổ xích hợp kẻ cúng cho suối diền tài họ bách diệp tàn tố hổ làn quảnh tổ xích hợp Ke cúng cho chúng ta cùng nhau giải thích suối diền suối nhìn suối dìn có nghĩa là suối gìn có nghĩa là tuy là hay là tuy nhiên theo dạng suối nhìn có nghĩa là tuy là hay là tuy nhiên tuy nhiên thế như thế nào tuy nhiên như thế nào nè tài học bách dịp tài học có nghĩa là đại học bách diệp có nghĩa là tốt nghiệp tài học bách dịp có nghĩa là tốt nghiệp đại học suối gìn tài học bách diệp suối gìn tài học bách diệp có nghĩa là tuy là hay là tuy nhiên hay là tuy là tốt nghiệp đại học thì như thế nào tàn có nghĩa là tàn hay là nhưng mà tú tú là cũng hữu là rất là là khó quảnh là kiếm tủ là được tàn tố hữu quảnh tủ tàn tố hữu quảnh tàn tố hữu làn quảnh tủ tàn tố hủ làng oảnh tủ có nghĩa là nhưng mà cũng rất khó tìm được tìm được cái gì xích hợp kè cúng cho ke là của xích hợp là thích hợp cúng cho là công việc xích hợp kè cúng cho có nghĩa là công việc thích hợp chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu nè suối diền tài học bách diệp tàn tố hữu làng quảnh tủ xích hợp kè cúng cho xuế diền, tài học, bách dịp, tàn, tố hữu làng, bảnh tủ, xích học, kè, cúng, chọn Có nghĩa là tuy là tốt nghiệp đại học, nhưng mà cũng rất khó tìm được công việc thích hợp. Thì khi mà mình đi di dân tới nơi khác, thì mặc dù mình là đại học hao dạng, nhưng mà mình cũng rất khó xin việc, chứ không có dễ đâu ha. Tiếp tục. Thí à, dụ như bây giờ chúng ta muốn nói đi đến cũng là trường kỳ làm nhà hàng hoặc là khách sạn đi đến cũng là trường kỳ làm nhà hàng hoặc là khách sạn thì uh, chúng ta nói như thế nào bằng tiếng quảng nè nói như thế này ha quý chị bạn hơi tu tú hài trường kỳ trù dẫm sệt hoặc trẻ chậu tim hơi tu tú hài trường kỳ trù giảm sệt hoặc trẻ chậu tim thì chúng ta cùng nhau giải thích là hơi tu có nghĩa là đi đến chúng ta đi đến một nơi nào đó là hơi tu ha mà khi chúng ta trở về thì sẽ là phán lì ha chúng ta đi đến một nơi nào đó là hơi tu khi mà chúng ta trở về một nơi nào đó thì là phán lì ha quý chữ bạn lưu ý ha tiếp tục tú hài tú là cũng hài là là tú hầy có nghĩa là cũng là hơi tu tú hầy có nghĩa là đi đến cũng là thì như thế nào trần kỳ trần kỳ có nghĩa là một cái thời gian dài hay bạn người ta kêu là trần kỳ thì như thế nào trù trù có nghĩa là làm làm gì dẩm à, xịt dẩm xịt có nghĩa là làm ăn uống thì cũng như làm nhà hàng hay làm những cái quán ăn người ta gọi là dẩm xịt giảm sự dịp có nghĩa là những cái cái nghề ăn uống ha nhà hàng hoặc trẻ hoặc trẻ có nghĩa là hoặc trẻ có nghĩa là hoặc là ha à, chậu tim chậu tim có nghĩa là chậu tim có nghĩa là khách sạn ha chậu tim có nghĩa là khách sạn à, trần kỳ trù giảm sệt hoặc trẻ chậu tim trần kỳ trù giảm sệt hoặc trẻ chậu tim có nghĩa là trường kỳ làm nhà hàng hoặc khách sạn rồi chúng ta cùng nhau đọc lại Hôi tu tú hài trường kỳ trù giẫm sệt hoặc trẻ chậu tim Hôi tu tú hài trường kỳ trù giẫm sệt hoặc trẻ chậu tim có nghĩa là đi đến cũng là trường kỳ làm nhà hàng hoặc khách sạn bởi vì rất là khó tìm công việc thích hợp chỉ có nhà hàng khách sạn là dễ tìm việc làm thôi ha quý chị bạn rồi tiếp tục tiếp tục thì như thế nào nữa nè và không ít người da trắng đối xử với người Trung Quốc thái độ không thân thiện lắm thì chúng ta nói như thế nào và không ít người da trắng đối xử với người Trung Quốc thái độ không thân thiện lắm thì chúng ta nói như thế này gì trẻ ừm xỉu bạc dành tôi hòa dành thai tổ mà mã Dì trẻ Ừm um, xỉu bạc dành Tôi hòa dành Thai tù mà mã Chúng ta cùng nhau giải thích theo dạng Dì à, trẻ Ừm um, xỉu có nghĩa là Và không ít Ừm um, xỉu có nghĩa là Ừm um, xỉu có nghĩa là không ít ha Dì trẻ Ừm um, xỉu có nghĩa là và không ít Như thế nào Bạc dành Bạc dành, bạc là trắng, dành là người bạc dành có nghĩa là những người da trắng, hay bạn những người da trắng như là người Mỹ, người Pháp, người Anh, ha, nói chung là à, dân tộc mà thuộc da trắng, ha, còn mình là thuộc về da vàng, ha, bạn còn dân tộc da đen, thì à, bạc dành là người da trắng, ha, tôi, tôi có nghĩa là tôi có nghĩa là đối với, ha, tôi có nghĩa là đối với tôi tồi có nghĩa là đối xử, ha, à, đối xử với ai gì nè hòa dành dành là người hòa giành có nghĩa là người hoa hai người ta còn gọi là người trung quốc ha người hoa hay là người trung quốc đều giống nhau thái tù là thái độ mà mã có nghĩa là mà mã có nghĩa là không được tốt lắm ha nha mà mã có nghĩa là không được tốt lắm khi mà mình đi thi thi xong người ta hỏi thi à, à, hảo sĩ sừng ma thì kết quả như thế nào? Nếu mà chúng ta làm không được tốt lắm thì chúng ta nói mà mã, mà mã, mà mã có nghĩa là cũng 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 không có uh, hoàn hảo hay là mà mã có nghĩa là không được tốt lắm, cũng bình thường thôi. Bình thường tệ thôi, <laughs> mà mã. Rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nè. Vì sẽ xỉu bạc dành, tôi hòa dành, thai tổ mà mã. Vì sẽ Ừ, xỉu bạc dành, tôi hòa dành, thay tổ mà mã. Có nghĩa là và không ít người va trắng đối xử với người Trung Quốc thái độ không thân thiện lắm. Thay tổ mà mã có nghĩa là à, cái thái độ không được thân thiện. Không vậy? à, đại đa số là đối xử không được tốt các bạn nhưng mà lẽ diễn nhiên không phải là toàn bộ cũng là như thế thì chúng ta nói như thế nào lẽ dĩ nhiên không phải là toàn bộ cũng là như thế thì chúng ta nói như thế này số hài truyền bù tố cảm truyền bù tố hài cảm có nghĩa là lẽ dĩ nhiên không phải là toàn bộ ai cũng vậy ha toàn bộ là như thế chúng ta cùng nhau giải thích suối có nghĩa là lẽ dĩ nhiên âm uh, um, hài có nghĩa là không phải là suối gì um, hài có nghĩa là lẽ dĩ nhiên không phải là như thế nào truyền bộ có nghĩa là toàn bộ tú là cũng hay là là cẩm có nghĩa là như thế tú hài cẩm có nghĩa là cũng là như thế chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu suy gì âm um, hài truyền bộ tú hay cẩm suy gì âm um, hài truyền bộ tú hay cẩm có nghĩa là lẽ dĩ nhiên không phải là toàn bộ cũng là như thế rồi Rồi Tiếp tục Thì à, đây là cảm giác của những người người ta di dân Người ta nói lại không Thí à, dụ như là chúng ta muốn nói như thế này Nhưng mà thật sự Đừng nên mong đợi Sẽ rất bình đẳng đối xử với bạn Đối xử Tàn tránh hại ừ, hữu Dì kỳ hội hữu phiền tẳng cẩm Tôi tòi lệ Có nghĩa là nhưng mà thật sự đừng nên mong đợi sẽ rất bình đẳng đối xử với bạn. Chúng ta cùng nhau giải thích tàn có nghĩa là nhân, tránh hay có nghĩa là thật sự thật là ẩm hữu, có nghĩa là đừng nên. Tàn tránh hay ẩm hữu có nghĩa là nhưng mà thật sự đừng nên như thế nào. duy kỳ, dù kỳ, quội là sẽ, dù kỳ có nghĩa là mong đợi sẽ ha à, như thế nào hình à, bình tẳng có nghĩa là bình đẳng hữu bình tẳng hữu bình tẳng có nghĩa là rất bình đẳng cẩm có nghĩa là như thế ha à, tôi tồi lệ tôi tồi có nghĩa là đối xử lệ có nghĩa là bạn tôi tồi có nghĩa là đối xử với bạn tôi tồi lệ có nghĩa là đối xử với bạn dạng dạ? rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nè tàn tránh hài ủng hữu như kỳ hội hổ phèn tẳng cẩm tôi tòi lệ Tàn tránh hay hổ thì kỳ hội hổ phèn tẳng cẩm tôi tòi lệ Có nghĩa là nhưng mà thật sự đừng nên mong đợi sẽ rất bình đẳng đối xử với bạn Rồi tiếp tục à, Thì à, thật ra di dân đi đâu cũng giống nhau thì chúng ta nói như thế nào bằng tiếng Quảng Đông Thật ra di dân đi đâu cũng giống nhau Chúng ta nói như thế này Khi sạch, gì mạnh, hôi biến, tú, dắt dờn Khi sạch, dì mạnh, hôi biến, tú, dắt dờn Có nghĩa là thật ra di dân đi đâu cũng giống nhau à, Khi sạch có nghĩa là thật ra gì mạnh là di dân Hôi biến là đi đâu, tú, dắt dờn Dắt dờn có nghĩa là giống nhau Tú, dắt giờ có nghĩa là cũng giống nhau rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu nè khi sạch gì mạnh hơi biến túi giác dần khi sạch gì mạnh hơi biến túi giá dần có nghĩa là thật ra di dân đi đâu cũng giống nhau